Công ty Golden Health hân hạnh giới thiệu sản phẩm Full Golden, chiết xuất từ tảo nâu được sản xuất tại Úc, có khả năng hỗ trợ quá trình điều trị ung thư, giảm tác dụng phụ của những lần hóa trị hoặc xạ trị. Ngoài ra, Full Golden cũng có tác dụng bảo vệ các tế bào tủy xương, giúp tăng cường hệ thống miễn nhiễm, chống hình thành khối u và chống oxy hóa, đồng thời cũng giúp nâng cao sức khỏe toàn diện của cơ thể và giúp làn da được mịn màng, tươi trẻ. Mọi chi tiết xin vui lòng liên lạc Vietfay TV qua số 0452 067 535 hoặc email vieftv2022@gmail.com. Nhà hàng Liberty Palace với phong cảnh sang trọng, hiện đại và ấm cúng, cùng dàn đầu bếp chuyên nghiệp, nơi lý tưởng để tổ chức các bữa tiệc cưới hỏi, sinh nhật cũng như họp mặt bạn bè. Với hơn 20 năm kinh nghiệm trong lĩnh vực chiêu đãi, chắc chắn nhà hàng Liberty sẽ đáp ứng được mọi yêu cầu của quý khách để tất cả các bữa tiệc lớn nhỏ đều được hoàn hảo, bảo đảm là quý khách sẽ hài lòng. Mọi chi tiết xin liên lạc anh Peter Hồng qua số 0408 066 966 hoặc đến thẳng địa chỉ 2/256 Chapel Road, Bankstown, New South Wales 22000. Lily và Kim Hoàng rất hân hạnh được trở lại với tất cả quý khán giả trong chương trình Điểm báo thế giới của Vietfay TV trong buổi tối ngày hôm nay thứ sáu, 5/5/2023. Vâng, thưa quý vị và các bạn, thông tin quốc tế nổi bật nhất là điều dồn về Vương quốc Anh để chuẩn bị cho một cái sự kiện trọng đại diễn ra vào ngày mai thứ Bảy, mùng 6 tháng 5, khi mà hơn 70 năm qua người ta mới lại được chứng kiến một cái lễ đăng quang của nhà vua. Và đây là lễ đăng quang của vua Charles Đệ Tam. Cách đây hơn 70 năm là lễ đăng quang của cố nữ hoàng Anh Elizabeth Đệ Nhị, tức là mẹ của vua Charles Đệ Tam hiện nay. Vua Charles Đệ Tam thì kế vị ngai vàng vào ngày 10 tháng 9 năm ngoái 2022 sau khi nữ hoàng Elizabeth Đệ Nhị băng hà. Nhưng mà phải gần 8 tháng, tức là tới ngày mai thì lễ đăng quang của ông mới được tổ chức một cách chính thức. Và trong buổi lễ mang tính nghi thức này thì nhà vua sẽ đến tu viện Westminster và ngồi trên ngai vàng là Saint Edward và cũng được sức dầu thánh và đội vương miện là Saint Edward. Quy mô và thời gian cử hành cho cái buổi lễ này đã được thu gọn so với lễ đăng quang vào năm 1953 của cố nữ hoàng Elizabeth Đệ Nhị, cho thấy có những cái quan điểm thời hiện đại hiện nay là cũng không còn dành nhiều sự chú trọng đối với gia đình hoàng gia. Và Anh cũng đang trải qua những cái khó khăn về kinh tế, nên việc tổ chức cái lễ đăng quang cho nhà vua một cách gọn nhẹ cũng là một hình thức để giúp giảm chi phí. Và kính thưa quý vị, trưởng ban tổ chức cho chúng ta biết mặc dù là cái quy mô có phần thu hẹp lại so với lễ đăng quang của cố nữ hoàng Elizabeth Đệ Nhị vào năm 1953, nhưng vấn đề an ninh vẫn được đặt lên hàng đầu, là bởi vì hơn 100 nguyên thủ quốc gia đã tề tụ về thủ đô London của Vương quốc Anh từ nhiều ngày qua để có thể cùng tham dự buổi lễ đăng quang ngày hôm nay. Trong số này có cả thủ tướng nước Úc là ông Albanese cũng như thủ tướng Justin Trudeau của Canada hoặc là Thủ tướng New Zealand là ông Chris Hipkins. Ngoài ra đại diện của Việt Nam là Chủ tịch nước ông Nguyễn Văn Thưởng cũng đã có mặt tại London để tham dự lễ đăng quang lần này. Và để bảo vệ cho tất cả các nhân vật quan trọng trên thế giới, hơn 11.000 cảnh sát cùng nhiều trang thiết bị nghiệp vụ đã được điều động đến. Ngoài ra còn có hàng ngàn binh sĩ của quân đội Hoàng gia Anh cũng sẽ tham gia vào vấn đề bảo vệ an ninh cho tất cả quý khách tham dự buổi lễ đăng quang này. Bên cạnh đó, người dân Anh quốc cũng kêu gọi thần dân tiếp tục trung thành với nhà vua Charles Đệ Tam như họ đã trung thành với cố nữ hoàng Elizabeth Đệ Nhị trong thời gian trị vì hơn 60 năm về trước. Tuy nhiên, thống kê cho thấy là không phải tất cả thần dân Anh quốc đều bày tỏ sự ủng hộ của họ đối với nhà vua hoặc là đối với tân vương. Một cách cụ thể thì cũng trong cái buổi lễ thì nó có rất là nhiều những cái nghi lễ sẽ diễn ra, và một cái dữ liệu thống kê cho thấy là đây cũng là một trong những cái cơ hội mà thủ đô London của Anh quốc sẽ thu về một cái khoản tiền hơn 400 triệu đô la trong lĩnh vực du lịch. Tuy nhiên ngược lại, nhiều người ở ngay tại thủ đô London thì họ cho biết là nhân cái dịp lễ đăng quang này thì nhà nước ở Vương quốc Anh sẽ có những cái ngày long weekend, thì họ chọn cái dịp long weekend này để go away, có nghĩa là đi nghỉ mát ở một nơi nào đó thay vì ở lại để mà cùng tham gia những cái sự kiện trọng đại này. Điều này một lần nữa như Lily vừa mới nói là cái việc ủng hộ cho một cái nền quân chủ
hầu như là đã bị giảm hạ. Vâng. Và hiện nay thì mọi người cũng không còn chú trọng quá nhiều vào những sinh hoạt của hoàng gia. Vâng. Và cũng chính vì vậy mà khi Thủ tướng Albanese có mặt tại Vương quốc Anh thì ông đã mang hai cái bộ mặt khác nhau. Bộ mặt thứ nhất là ông khi mà ông viện kiến nhà vua Charles đệ tam thì ông vẫn phải với một cái tư cách là thần dân của Vương quốc Anh, bởi vì đức vua vẫn là quốc vương của nước Úc. Nhưng mà bộ mặt thứ nhì thì ông Albanese vẫn tuyên bố là ông ủng hộ nền Cộng hòa. Và do đó nước Úc của chúng ta sẽ sớm có một cái cuộc trưng cầu dân ý để xem tiếp tục ở lại với Vương quốc Anh hay là trở thành một quốc gia Cộng hòa trong tương lai. Vâng. Cũng chính vì vấn đề này, thưa quý vị và các bạn, mà đài ABC nhân cái dịp mà vua Charles đệ tam đăng quang cũng đã đăng một cái bài viết đặt ra câu hỏi là liệu vua Charles đệ tam có còn là nguyên thủ quốc gia của không chỉ ngoài Anh mà 14 nước khác thuộc khối thịnh vượng chung nữa không, khi mà nước lớn nhất trong khối này đó là Úc Châu thì cũng đã lên kế hoạch là có thể sẽ từ bỏ cái nền quân chủ, tức là không còn coi vua Charles đệ tam là người đứng đầu quốc gia nữa. Tuy nhiên để từ bỏ vua thì Úc Châu cũng cần phải thực hiện một cuộc trưng cầu dân ý với kết quả là phải trên quá bán, tức là ít nhất phải có 4 tiểu bang trên 6 tiểu bang ở Úc Châu đồng ý. Trong khi đó thì quốc gia láng giềng của Úc là New Zealand hiện nay cũng đang đi theo hướng đó, khi mà mới trong tuần này, ngay trước thời điểm mà sang London để dự lễ đăng quang của nhà vua thì Thủ tướng Chris Hipkins cũng cho hay ông là người theo tư tưởng Cộng hòa và một ngày nào đó thì New Zealand sẽ từ bỏ nền quân chủ. Còn ở Canada, nước có đông đảo dân là gốc Anh và gốc châu Âu thì tình cảm với vua Charles cũng được đánh giá là không sâu sắc và người dân Canada cũng rất thờ ơ với lễ đăng quang của vua Charles. Ngoài ra thì đài Sky News ngày hôm nay cũng đưa tin là Bộ Ngoại giao Jamaica cũng cho hay là nước này cũng có thể nhanh chóng từ bỏ vua Charles ngay trong năm tới 2024. Lý do là họ cảm thấy gắn bó với cố nữ hoàng Elizabeth đệ nhị hơn. Một thông tin khá là buồn cho tân vương Charles đệ tam của chúng ta chưa có đăng quang mà rất nhiều quốc gia đã muốn rút lui khỏi với cái quyền kiểm soát của ông rồi. Vâng, kính thưa quý vị, chuyển sang một cái sinh hoạt kinh tế cũng tại châu Âu. Trong những ngày vừa qua, hệ thống ngân hàng ở châu Âu cũng gặp rất là nhiều khó khăn và có lẽ cũng vì lý do này mà người dân châu Âu đã ồ ạt rút khỏi những cái khoản tiền tiết kiệm tại ngân hàng một cách rất là đáng lo ngại. Một cách cụ thể thì ngân hàng NatWest, khách hàng đã bị rút hơn 11 tỷ bảng Anh chỉ trong 3 tháng đầu năm nay mà thôi. Trong khi đó, ngân hàng Barclays và ngân hàng Lloyds cũng ghi nhận mức rút hoặc là cái số tiền lần lượt giảm ở mức là 5 tỷ bảng hoặc là 2.2 tỷ bảng. Trong khi đó, ngân hàng HSBC thì cũng đã giảm hơn 10 tỷ Mỹ Kim tiền ký gửi của khách hàng. Đây là những cái động thái mà các chuyên gia rất là lo ngại. Bởi vì nếu mà chúng ta nhìn lại những cái hoạt động của các ngân hàng tại Mỹ khi họ tuyên bố vỡ nợ, lý do cũng bởi vì cái dòng tiền của khách hàng họ đã bị rút ra quá nhiều. Và khi mà cái dòng tiền nó không còn đủ để vận hành, thì cổ phiếu cũng sẽ sụt giảm và giá trị của các ngân hàng cũng mất đi từ đó. Trở lại với ngân hàng và những cái sinh hoạt tài chính tại châu Âu thì dữ liệu từ ngân hàng trung ương Đức cho thấy là số tiền gửi của các hộ gia đình đã giảm gần 8% so với một năm trước đó. Và đây là một cái động thái mà các chuyên gia gọi là bankrupt, có nghĩa là rời khỏi ngân hàng, và dòng tiền mặt mà khách hàng rút ra khỏi ngân hàng thì chắc chắn là họ sẽ sử dụng cho những cái khoản đầu tư khác. Có hai lý do mà khách hàng đã rút tiền ra khỏi ngân hàng. Lý do thứ nhất là họ cho rằng cái việc lãi suất giảm hạ trong thời gian vừa qua đã khiến cho cái việc ký gửi tiền vào ngân hàng không có tạo cho họ một cái lợi nhuận nào. Và lý do thứ nhì là họ cảm thấy bất ổn trong cái bối cảnh hiện nay. Vì vậy số tiền được rút ra sẽ dùng cho hai mục đích. Mục đích thứ nhất có thể là sử dụng để đầu tư vào thị trường chứng khoán, bởi vì ít nhất thì đầu tư vào thị trường chứng khoán vẫn còn có thể đem lại lợi nhuận. Và lý do thứ hai, để cho an toàn hơn thì mọi người có thể rút vàng hoặc là rút tiền ra để đi mua vàng. Và cũng chính vì vậy giá vàng đã tăng chót vót trong những ngày vừa qua. Vâng, thưa quý vị và các bạn, giá vàng đã lên đến mức cao lịch sử là trên 2.000 đô la mỗi ounce. Và theo các chuyên gia dự kiến thì giá vàng còn có thể gia tăng lên thậm chí là trên 3.000 đô la một ounce, mức cao chưa từng thấy. Nguyên nhân là do rất nhiều người gửi tiền, như chị Kim Hoàng vừa phân tích, là khi mà nhận thấy các cái ngân hàng
bất ổn, tức là tình hình tài chính không được ổn định, thì họ lo sợ rằng là nếu mà ngân hàng đó sụp đổ thì họ sẽ mất tiền, do vậy là họ rút tiền ra. Và đa số là sử dụng cái số tiền đó để mua vàng, bởi vì vàng được cho là nơi trú ẩn an toàn nhất trong bối cảnh mà xảy ra một cái cuộc khủng hoảng tài chính. Và điều đó cho thấy là thị trường tài chính thế giới hiện nay, không chỉ thế giới mà ở Mỹ hiện nay vẫn khá bấp bênh. Trong khi đó thì tại Mỹ, thị trường chứng khoán vẫn tiếp tục giảm mạnh trong phiên thứ tư liên tiếp vào ngày hôm qua, mùng 4 tháng 5, sau khi mà Cục Dự trữ Liên bang gia tăng lãi suất. Và đã có thêm hai cổ phiếu của ngân hàng Mỹ lao dốc, cũng có lúc mất tới 60% trong một phiên và cũng đã nhiều lần bị đình chỉ giao dịch. Đó là cổ phiếu của ngân hàng Western Alliance và ngân hàng PacWest. Do vậy mà nỗi lo về cuộc khủng hoảng trong ngành ngân hàng ở Mỹ vẫn tiếp tục phồng lên. Bởi vì bốn ngân hàng bị sụp đổ vừa qua ở Mỹ cũng đều trải qua những cái tình cảnh tương tự khi mà giá cổ phiếu lao dốc, thậm chí mất tới 90%. Trong khi đó thì tại Mỹ ngày hôm nay, Tổng thống Mỹ ông Joe Biden đã có cuộc gặp gỡ đặc biệt với giám đốc của tập đoàn Microsoft cũng như là tập đoàn Google. Lý do là bởi vì trong thời gian vừa qua, việc những cái tập đoàn này sử dụng trí tuệ nhân tạo ngày càng gia tăng. Và tất nhiên, một khi mà chúng ta sử dụng trí tuệ nhân tạo thì sẽ làm cho đời sống của con người nó phong phú hơn, nó dễ dàng hơn. Nhưng mặt trái của vấn đề thì nó cũng làm cho đời sống của riêng tư bị xâm phạm nhiều hơn, thông tin cá nhân dễ bị tiết lộ hơn. Và trong bối cảnh này thì Tổng thống Joe Biden đã có cuộc họp đặc biệt với những tổng công ty để mà đưa ra một cái đề nghị, yêu cầu những công ty này trước khi đưa vào sử dụng một cái công cụ trí tuệ nhân tạo nào đó, họ cần phải có một cái sự minh bạch hơn với các nhà hoạch định chính sách về hệ thống AI của họ. Và tất cả những cái quyết định này hoặc là yêu cầu này được đưa ra sau khi thế giới đã xuất hiện một cái ứng dụng trí tuệ nhân tạo vô cùng thông minh có tên gọi là ChatGPT. Và ChatGPT này trong thời gian vừa qua đã làm cho tất cả các viện đại học khá là lo lắng khi mà hầu hết học sinh đều sử dụng cái ChatGPT này để có thể làm bài tập hoặc là những cái nghiên cứu đều có thể thực hiện một cách rất là dễ dàng. Và các chuyên gia còn lo ngại là trong thời gian sắp tới thì cái trí tuệ nhân tạo ChatGPT có thể sẽ thay thế con người trong rất nhiều lĩnh vực. Và vì vậy chính phủ Hoa Kỳ phải chi ra một cái số tiền rất lớn, đồng thời cũng phải răn đe những công ty là làm gì làm thì cũng cần phải bảo mật, cũng cần phải có những cái biện pháp để bảo đảm sự riêng tư của khách hàng trong tương lai. Vâng, điều đó cho thấy là cái thế giới công nghệ hiện nay ngày càng phát triển rất là nhanh và chính phủ các nước, tức là các nhà hoạch định chính sách đều phải đang chạy theo nó, tức là đang phải chi rất nhiều tiền cũng như phải đưa ra rất nhiều cái biện pháp để xem cũng để bảo vệ liên quan đến vấn đề an ninh. Còn như tại châu Âu thì thưa quý vị và các bạn, như hôm qua chúng tôi cũng đã loan tin về cái tình trạng hạn hán, nắng nóng ở Tây Ban Nha ảnh hưởng rất nhiều đến sản xuất nông nghiệp của nước này, trong khi nước này là nguồn cung nông sản phần lớn cho các nước châu Âu còn lại. Và Tây Ban Nha cũng là một trong những nước mà sản xuất dầu ô liu lớn trên thế giới. Và do tình trạng hạn hán kéo dài cũng khiến cho nguồn cung dầu ô liu ở nước này giảm sụt và đẩy giá loại dầu này lên mức cao kỷ lục. Và giới quan sát tin rằng là giá sẽ tiếp tục neo ở mức cao này trong thời gian tới do cái tình trạng hạn hán ở Tây Ban Nha đến nay chưa có dấu hiệu được cải thiện. Và theo dữ liệu của Quỹ tiền tệ quốc tế IMF thì giá dầu ô liu toàn cầu vừa qua đã cán mốc là xấp xỉ 6.000 đô la trên một tấn và là mức cao nhất trong vòng 26 năm vừa qua. Và các chuyên gia cho rằng do điều kiện thời tiết khô hạn ở khu vực Địa Trung Hải, trong đó có Tây Ban Nha, thì vụ thu hoạch dầu ô liu mà kéo dài từ tháng 10 năm ngoái đến tháng 2 năm nay đã cho sản lượng giảm tới 50% so với thông thường. Và điều này khiến nguồn cung toàn cầu bị thắt chặt và giá dầu ô liu đã gia tăng. Hơn nữa là xung đột ở Ukraine hiện nay cũng đang đẩy cái tình trạng là thiếu dầu hướng dương trên toàn cầu. Và điều này cũng đã khiến nhu cầu đối với dầu ô liu gia tăng. Và khi nhu cầu tăng mà nguồn cung giảm thì lại cũng khiến giá dầu ngày càng gia tăng.
Có nghĩa là trong những tháng sắp tới, dầu hướng dương của Ukraine cũng tiếp tục giảm hạ cái nguồn cung và dầu ô liu của Tây Ban Nha cũng không đủ để cung cấp. Và điều này có nghĩa là đời sống nó lại thêm đắt đỏ. Đây là cái vấn đề mà chúng ta gọi là an ninh lương thực. Và điều này hiện nay cũng đang xảy ra với sản phẩm gạo, là một trong những cái sản phẩm đã liên tục tăng giá trong thời gian vừa qua. Tất nhiên sự gia tăng giá gạo đã làm cho nhiều quốc gia, đặc biệt là Việt Nam hưởng lợi, bởi vì Việt Nam trong những tháng vừa qua đã có một cái số lượng gạo xuất khẩu rất là lớn. Nhưng một lần nữa cũng cho thấy là chúng ta sẽ không đủ hàng để xuất khẩu trong cái bối cảnh hiện nay, cho dù là giá cả gia tăng. Và khi mà giá cả ở mức cao như vậy thì những cư dân, những khách hàng tiêu thụ sẽ là những người bị thiệt thòi nhiều nhất. Trong khi đó thì tại Hàn Quốc, một cái thống kê cho thấy đây là một quốc gia có chi phí nuôi con cao nhất trên thế giới. Và có lẽ cũng bởi vì chi phí nuôi con quá đắt đỏ này mà Hàn Quốc cũng là quốc gia có tỷ lệ sinh ở mức thấp nhất. Một cách trung bình, để mà nuôi một đứa con thì một người trưởng thành sẽ tốn khoảng 8 lần thu nhập bình quân của họ. Đây là cái số tiền đứng đầu trên thế giới, trong khi quốc gia đứng hàng thứ nhì về cái việc đắt đỏ trong vấn đề nuôi con đó là ở Trung Quốc, với một cái tỷ lệ là 6.9 lần thu nhập bình quân đầu người. Nước Đức đứng hàng thứ ba với tỷ lệ là 3.4 thu nhập bình quân đầu người. Nước Pháp đứng hàng thứ tư là 2.2. Và rất là không may khi mà nước Úc của chúng ta cũng có tên trong danh sách 5 quốc gia có chi phí nuôi con đắt đỏ nhất trên thế giới, với một cái chi phí nuôi một đứa con phải tốn gấp đôi cái thu nhập bình quân đầu người. Và tất cả những quốc gia này đều có một cái tỷ lệ sinh đẻ rất là thấp. Đặc biệt là ở Hàn Quốc hiện nay, tỷ lệ sinh chỉ ở mức là 0.78%, trong khi con số tương đương tại Trung Quốc là 1.1. Và 1.1 cũng là con số rất thấp. Và vì vậy mà dân số của Trung Quốc đã có một cái bước giảm hạ lần đầu tiên trong năm nay 2023. Tại Úc của chúng ta thì hiện nay chúng ta cũng đang có sự gia tăng dân số. Nhưng sự gia tăng dân số này là bởi vì chúng ta nhập cảng người lao động nước ngoài đến, chứ không phải gia tăng vì tỷ lệ sinh nở gia tăng. Và đó cũng là một cái yếu tố mà ảnh hưởng rất là nặng nề, rất là sâu rộng đến sinh hoạt kinh tế của những quốc gia này trong tương lai. Vâng, thưa quý vị và các bạn, chi phí để cha mẹ bỏ ra nuôi con chủ yếu là để mua thực phẩm, mà trong bối cảnh đời sống đắt đỏ hiện nay là chi phí đó rất là cao. Ngoài ra cái chi phí nữa ảnh hưởng đó là cái vấn đề mà bỏ tiền ra để giáo dục, tức là con từ nay đến năm 18 tuổi hay là 22 tuổi thì là phải học qua rất nhiều các lớp. Và như ở Úc Châu thì cái chi phí về giáo dục, đặc biệt là chi phí gửi trẻ mầm non là rất đắt đỏ. Ở Hàn Quốc là cái việc mà học thêm lại là một trong những cái phong trào, một trong những cái ngành đã tạo ra một cái lợi nhuận khủng khiếp cho các giáo viên dạy thêm. Và vì vậy nếu mà có con mà không cho đi học thêm thì cũng không được. Đó là chi phí nặng nhất tại Hàn Quốc. Còn tại Ai Cập, thưa quý vị và các bạn, Bộ Y tế Ai Cập vừa cho biết là có 17 người cũng đã thiệt mạng trong một cái vụ tai nạn khi mà một xe tải đâm vào một xe buýt trên một tuyến đường cao tốc ở miền nam nước này vào hôm qua, mùng 4 tháng 5. Và theo thông báo thì ngoài ra còn có 29 người nữa bị thương trong cái vụ tai nạn thảm khốc này. Và giới chức cũng đã điều tới 26 xe cấp cứu tới hiện trường. Và được biết thì tai nạn giao thông thì rất thường xuyên xảy ra ở Ai Cập do các tuyến đường bộ khá nguy hiểm, do vấn đề bảo trì kém. Trong khi đó thì các lái xe ở Ai Cập cũng thường xuyên điều khiển xe với tốc độ cao hay là vi phạm rất nhiều những cái quy định về an toàn giao thông khác. Và Ai Cập có dân số là trên 105 triệu người, cũng là quốc gia đông dân nhất thế giới Ả Rập. Và trong năm 2021 thì cũng có tới 7.000 người ở Ai Cập cũng đã tử vong trong các vụ tai nạn giao thông. Trong khi đó thì tại Pakistan, đất nước này đã bị rúng động sau khi một cái trường học cấp 3 đã có 7 giáo viên bị bắn tử vong ngày hôm qua. Và cái việc xả súng này đã nổ ra khi mà những học sinh đang làm một cái bài thi cuối năm. Thật ra thì việc xả súng vào trường học ở Pakistan rất hiếm khi xảy ra, không phải như thường xuyên xảy ra như tại Mỹ. Và do đó đây là một trong những thông tin được quan tâm rất nhiều bởi các cơ quan truyền thông trên thế giới. Và gần đây nhất là vào tháng 9 năm 2016 thì những cái vụ xả súng tại một trường quân sự ở phía Tây Bắc Pakistan cũng đã làm cho 114 người, mà hầu hết là học sinh, đã thiệt mạng. Và tương tự
tại Mỹ lại xảy ra một cái vụ nổ súng làm 4 người thiệt mạng, và vụ nổ súng lần này đã xảy ra tại tiểu bang Georgia. Nghi can đã dùng súng để bắn mẹ ruột của mình 50 tuổi, kế đến bắn bà ngoại năm nay 74 tuổi. Và việc nổ súng này đã xảy ra tại hai căn nhà liền nhau, và hai người phụ nữ là những người rất thân với nghi can. Và sau khi đã bắn mẹ và bà ngoại rồi, thì nghi can đã di chuyển đến McDonald's bắn một nhân viên 41 tuổi, làm cho cả ba người này đều tử vong. Trong khi hung thủ là một thanh niên 26 tuổi, cảnh sát vẫn không biết lý do vì sao mà thanh niên 26 tuổi này lại có thể ra tay bắn cả hai người phụ nữ thân yêu nhất trong cuộc đời, mẹ và bà của mình. Chúng ta không biết là cái người quản lý nhà hàng McDonald's có ân oán gì hay không, nhưng mà mẹ và bà là những người phụ nữ mà không nên để xảy ra sự việc như thế này. Vâng, và nghi phạm mà cũng bước vào cái cửa hàng McDonald's và tự sát luôn, cho nên là không ai biết có được. Có nghĩa là vụ án đã khép lại. Và chúng ta hoàn toàn là mù tịt về vấn đề nguyên nhân vì sao mà nghi phạm đã ra tay. Vâng, còn tại Serbia thì thưa quý vị và các bạn, có lẽ chúng ta chưa quên vụ một thiếu niên 13 tuổi bắn chết 9 người ở một trường tiểu học, và cha của cậu đã phải chịu tội thay. Thì hôm qua ở nước này lại xảy ra một vụ xả súng gây rúng động, làm 8 người thiệt mạng và 13 người bị thương. Theo cảnh sát thì kẻ tấn công đã sử dụng súng tự động và nổ súng vào rất nhiều người đang di chuyển trên ô tô. Và hiện nay cảnh sát cũng đang truy tìm hung thủ. Còn tại Nhật Bản thì truyền thông nước này cũng đưa tin cho biết là cũng đã xảy ra một cái vụ nổ súng vào sáng sớm ngày hôm nay mùng 5 tháng 5 trong khuôn viên văn phòng Thủ tướng Nhật, khiến cho một cảnh sát bị thương. Và hiện nay vụ việc cũng đang được điều tra, và viên cảnh sát xấu số là thành viên đội chống bạo động thuộc biên chế của Sở Cảnh sát thủ đô Tokyo. Và được biết là trong khi xảy ra vụ nổ súng này thì Thủ tướng Nhật Bản là ông Kishida Fumio thì không có mặt trong văn phòng. Vâng, với những thông tin không được tích cực vừa rồi thì Kim Hoàng và Lily cũng xin tạm kết phần điểm báo thế giới của chúng tôi tối ngày hôm nay. Một lần nữa cảm ơn sự quan tâm theo dõi của tất cả quý vị. Kính chúc quý vị một cuối tuần thật là vui vẻ. Chúng tôi xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại trong phần điểm báo vào thứ hai tuần tới. Vâng, Lily xin trân trọng kính chào.